Ayo, xin chào các bạn. Ôi, tôi vừa mới để quả linh công chiếu quả video lắp mô hình. Nhưng mà ngày mai nhá các ông nhá, tôi thấy là các ông đọc nhầm rồi đấy. Xem luôn à, thích xem luôn à? Xem luôn cũng được, dễ. Nếu mà các bạn mà thích xem luôn thì tôi xóa cái công chiếu đi, sau đấy là anh em mình xem luôn. Nhưng mà nếu như các bạn xem mà các bạn hứa là ngày mai các bạn phải vào ủng hộ tôi một view à, xong rồi các bạn ngày mai các bạn phải vào like, các bạn vào comment như thật ấy, thì thế thì nó mới đủ KPI các bạn ạ. Chứ bây giờ tôi mở cho các bạn xem cho ngày mai các bạn lại đéo hay vào xem nữa, đéo hay comment, đéo hay like lủng gì cả, thì tự nhiên tôi lại thành người lỗ à, đúng không? Tôi lại thành bị thiệt à? Không được luôn á. Thì nếu thích thì thế thì tối mai tôi off stream đấy. Thì tối mai các bạn xem gì? Mai lại không có cái gì xem cả. Mai chắc chắn với cả các bạn là tôi phải nghỉ rồi đấy, tại vì ngày mai tôi đổi cây mà. Hôm trước tôi quay cái cây máy tính xong rồi, nhưng mà tôi phải mất đâu đấy khoảng một ngày nữa để tôi vác cái cây máy tính này ra. Sau đó tôi đổi hết tất cả dữ liệu của cái máy này sang cái máy mới, rồi tôi lại bê cái máy mới lên cái máy này. Đấy, thế là nó mới mất một ngày không ạ. Tôi lại còn hôm nay nhá, chiều nay tôi lại còn cẩn thận vậy đấy. Tôi lại còn làm bonus cho các bạn thêm một quả clip 10 phút về mấy cái cảnh quay lỗi nữa. Nhưng mà nói bậy hơi nhiều, nên là cái đấy chắc là anh em mình sẽ xem ở bên Nemo thôi thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì cái giờ này các cháu nhỏ, các cháu xem hơi đông. Tôi xem mà sợ là các đài truyền hình lớn người ta lại để ý thì nó không hay. Nhưng mà thực sự là cái lúc lắp vlog, à lúc quay vlog với cả lúc lắp mô hình ấy, nhiều lúc nó khó chịu lắm các ông ạ. Thỉnh thoảng cái mô hình rơi vào chân này, ai đau vãi lìn đấy, ví dụ thế. Thỉnh thoảng mẹ ủi mệt vãi lìn ạ, nóng vãi lìn ạ, mô hình nặng vãi lìn, ủi mô hình đẹp vãi lìn, ví dụ thế. Nói hơi bậy một tí sợ các bậc phụ huynh lại thấy khó chịu. Tôi thì cái kiểu tôi là nói thật với cả các bạn ấy là nếu như mà bình thường ấy, của tôi của mấy năm trước ấy là tôi sẽ bảo với các bạn là tôi sẽ bỏ tiền ra tôi mua cái cây đấy, đấy để tôi làm hình ảnh phông bạt một tí. Nhưng mà bây giờ thì cuộc sống nó cũng khác rồi, và tôi cũng nói thẳng với cả hãng luôn là nếu như mà tôi đã nhận tài trợ cái cây máy tính là tôi sẽ nói với cả các bạn là tôi sẽ nhận được nhận tài trợ, có những cái phần cứng gì liệt kê ra các thứ là tôi sẽ khoe với cả các bạn luôn đấy. Phương châm làm clip của tôi bây giờ nó là như thế, cho nên là ngày mai tôi cũng nói rõ với cả các bạn luôn là 30 phút đầu tiên lắp mô hình và 13 phút đằng sau là quảng cáo cây máy tính mới. Thì sẽ mất 43 phút của các bạn nhá. Thì các bạn tự căn giờ lấy. Không thì các ông ngồi xem các ông lại bảo là mẹ video đéo dài thế, xem chán thế, mẹ các kiểu hả? Đọc lại thấy buồn ha. Công nghiệp đéo đâu. Ui dồi, mẹ, nhưng mà tại vì do cái tính chất công việc nên là mình cũng bị công nghiệp hóa đấy các ông ạ. Đéo đùa được. Hôm nay tôi vừa ngồi làm lại cái clip kiểu tổng hợp lại những cái pha quay lỗi thì tôi thấy là cũng đéo phải. Mình cũng chỉnh chu quá, đôi khi công nghiệp là một điều không thể tránh khỏi. Ví dụ như có một cái shot quay mẹ quay lúc khoảng 10 đúp chẳng hạn, mình nói đi nói lại mỗi một câu thôi thì tất nhiên rồi cái giọng văn của nó sẽ bị hơi bị công nghiệp một tí, nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn, cái đấy đeo tránh được các bạn ạ. Sắp lên 5 triệu sắp ạ. Ui còn lâu, bây giờ mới được 4.8 triệu, mà 4.8 triệu là hôm qua vừa mới lên. Bây giờ cái kênh của tôi trung bình một ngày lên được khoảng 2.000 sắp, thế là một tháng được khoảng 60.000, thì 2 tháng nữa mới lên được 5.9 triệu. Và 4 tháng nữa thì mới lên được 5 triệu. Bây giờ là tháng mấy? Bây giờ là tháng 5 mẹ rồi. Có nghĩa là đến tháng 9 là sẽ lên được 5 triệu sắp. Uầy, nếu như tôi tham minh không nhầm thì tầm đấy là sinh nhật tôi là sẽ lên được 5 triệu sắp đấy. 5 triệu sắp có lẽ là thôi, nó cũng là cái cột mốc mà cá nhân tôi thấy là nó to rồi, nó thành công rồi và nó vượt những cái gì mà tôi tưởng tượng rồi. Cho nên là có lẽ là nên dừng lại ở đây thôi. Ừ, 5 triệu là nó quá mỹ mãn rồi, nên là cũng không mong được là nó sẽ lên được 10 triệu hay là gì đấy đâu. Thế là được rồi các bạn, thế là vui rồi. 5 triệu nghỉ giá chim á? Ừ, có khi mẹ bán cho mẹ kênh gì không nhỉ? Nghe hợp lý vậy đấy luôn. Bán đi kiếm ít tiền tiêu này. Nếu như tôi hỏi thật là nếu như một ngày nào đấy kiểu Tôi bán hết kênh đi, bán hết cả group đi. Ừ, tôi thấy mấy cái group fake bán được nhiều tiền vậy đấy luôn ấy. Bán kênh này, bán group này, bán fanpage đi, xong rồi tôi biến mất khỏi thị trường luôn. Thì các bạn có kiểu, các bạn có oán hận tôi vậy đấy không? Các bạn có gặp tôi ngoài đường, các bạn có ném cứt tôi hay là các bạn chọi gạch vào đầu tôi không? Kiểu giống kiểu lừa các bạn vào đài, lợi dụng các bạn bao nhiêu năm rồi để bán đi được một cục tiền to ấy. Kiểu lúc ấy phải trốn như kiểu trốn nợ ấy, đúng không? Sợ vậy đấy. Nhưng mà yên tâm các bạn ạ, tôi làm bao nhiêu năm rồi tôi cũng hiểu được là cái vật chất ấy nó chỉ quyết định được một phần của cuộc sống mà thôi. Cái quan trọng là cái lòng tham của mình đến đâu và mình có kiểm soát được cái lòng tham của mình hay không. Thì sau khoảng 5 năm làm nghề ấy, thì tôi cũng thấy càng ngày tôi càng tham, hiểu không? Nên là cái việc ấy sớm muộn thì nó cũng sẽ xảy ra thôi. Nên là nếu như nó có xảy ra thì các bạn thông cảm tôi nhá. Ừ, lòng tham của con người mà đéo tránh được. Khổ, thông cảm tôi chứ mẹ. Đôi khi đồng tiền nó làm mờ mắt con người. Nô lệ ở đồng tiền mà, ai cũng thế thôi. Anh ơi, muốn làm cutter với FPS thì cần những kiến thức gì vậy ạ? Ngày xưa anh nhớ khi mà lần đầu tiên anh cắt giải PUBG, anh cũng đéo biết phải làm gì cả. Lúc anh mông lung và anh thấy kiểu
mất phương hướng ngoài đái nên anh quyết định là tìm đến thằng Bauman. Chính ra theo về cái tuổi nghề làm bình luận viên ấy, tôi cũng đéo phải bình luận viên chuyên nghiệp đâu, tôi cứ cắt cho vui mồm thôi. Nhưng mà thằng Bauman nó là một trong những thằng mà cái thời điểm đấy nó làm được khoảng hơn một năm rồi. Bắt đầu tôi tìm đến nó, tôi hỏi là ê, bây giờ sắp tới anh cắt một trận PUBG ấy, thì anh phải làm gì? Nó bảo là anh ơi, tốt nhất là bây giờ đầu tiên đéo biết gì, anh cứ đọc tình huống cho em. Tình huống có cái đéo gì thì anh cũng đọc. Thằng này ném quả nết vào đầu thằng kia, thằng này rút súng ra, thằng này đang có những cái đéo gì, thằng này nó di chuyển như thế nào, thằng này ngu hay là thằng này nó khôn, thằng này nó đẹp trai là nó xấu trai, anh cứ nói mẹ hết ra. Tiếp theo nữa, anh nhìn ở trên góc màn hình ý, thằng nào bắn chết thằng nào anh cứ đọc có mẹ hết ra. Thế là anh hết mẹ thời gian rồi. Đúng, đến lúc tôi vào cát đúng với cả các bạn luôn. Đấy là nhìn chúng nó lút đồ, xong rồi nhìn chúng nó kiểu chạy lăng quanh quanh như mình có chuyện để nói mẹ rồi. Sau đấy là trên góc có thằng nào bắn chết nhau là mình cứ nói theo thôi. Hết mẹ trận luôn, nhanh vãi đái. Cảm ơn Huy Thái Bình nhá. Tôi nghĩ đấy là một trong những cách khởi đầu để làm bình luận viên, nó dễ nhất và đơn giản nhất. Nhưng mà cái câu chuyện là khi mà các bạn ngồi vào mà các bạn có nói được như thế không lại là câu chuyện khác nhá. Trong đầu các bạn suy nghĩ được là mình sẽ phải nói này, mình sẽ phải đọc cái này ra, mình sẽ phải đọc mấy cái thứ trên màn hình, mình sẽ phải nói linh tinh tinh. Đấy là đầu của các bạn nghĩ, nhưng mà mồm của các bạn có nói được không thì lại là một câu chuyện khác. Đéo nói được đâu các bạn ạ, nó bị cứng cả mẹ mồm vào luôn ấy, sợ lắm. Tôi ngày xưa cắt mà thế mà, mặc dù tôi là người đã làm nghề rồi nhá, nhưng mà khi mà mình tiếp cận về một cái mô hình nào mới cái là thôi các bạn. Nó bị bỡ ngỡ ấy, xong rồi tính tôi lại còn bị cái là khi mà tôi bị hồi hộp hay là bị khó chịu là tôi sẽ buồn đái. Tôi buồn đái kiểu mẹ đái, đéo hiểu sao nhiều nước đái vậy đái ấy. Cứ 5 phút tôi phải đi đái một lần cơ. Cứ bình thường mấy cái trận cắt, mấy cái trận PUBG đầu khi mà tôi cắt ấy, kiểu tôi cũng vừa ngồi được một lúc rồi tôi lại buồn đái mà trước trận tôi đã chạy đi đái rồi nhá. Hồi đấy tôi còn nghiện thuốc cơ. Ra làm đóng khoảng 2 liều thuốc cho đỡ run đã, xong rồi vào đái bãi, xong rồi bắt đầu vào vừa ngồi lúc lại bắt đầu buồn đái. Mà cái trò bình luận viên ấy là một trong những trò mà khô cổ ở đấy. Các bạn lúc đéo nào cũng phải có một cái bình nước. Các bạn nhìn thấy tôi ngồi livestream, tôi ngồi nói chuyện với cả các bạn với cái tốc độ chậm như thế này thôi mà lúc đéo nào một lúc rồi tôi lại phải uống nước rồi. Mà bình luận viên người ta nói từ đầu đến cuối mà nói một lúc mấy tiếng đồng hồ liền. Tôi nha, tôi nói được khoảng 30 phút đầu ở đầu buổi stream thôi nha, là tôi sẽ bắt đầu tôi chuyển sang chơi game luôn, là tôi ít nói đi rồi. Nhưng mà bọn nó vừa nói vừa uống nước thì bảo sao không buồn đái, sợ phải đái ra. Cảm ơn fan 20 năm nhá. Anh ơi có phải càng lớn càng đúng. Cái đấy anh công nhận với em nhá. Có thể các bạn, cái hồi mà tôi còn trẻ tôi thích đến ngày sinh nhật lắm. Sinh nhật là sẽ được bạn bè nhắn tin chúc mừng, sinh nhật là sẽ được anh em để ý, sinh nhật là sẽ được kiểu mọi người focus vào mình. Ngày hôm đấy tự nhiên mình trở thành một superstar, trở thành một ngôi sao, hiểu không? Xong rồi bắt đầu sẽ háo hức xem là ai sẽ chúc mừng sinh nhật mình, xong mình sẽ nhắn lại cứ như thế. Xong rồi càng ngày thấy kiểu ngày sinh nhật nó càng cũng hơi kiểu thế đéo nào, cũng muốn nó kiểu trôi qua một cách nhanh nhanh mà cho nó âm thầm thôi. Mọi người đỡ để ý vào. Tôi mấy năm nay tôi bị như thế rồi ấy. Sinh nhật cô đơn mà, sinh cô đơn hay không là do bản thân mình chứ. Ra là có nhiều bạn đã bị rơi vào một cái trạng thái là loanh quanh cả một ngày chỉ chơi với mỗi cái bản thân mình không, đéo biết làm gì cả. Hay là thỉnh thoảng lên trên mạng loanh quanh là xem mấy cái clip này, xong rồi là chơi game này, xong rồi tức là các bạn bị thiếu mấy cái mối quan hệ ấy. Đéo biết làm gì cả. Thế là dần dần là sẽ bị kiểu đần đi đấy các bạn ạ. Đúng đấy. Bề nhá, tôi giải thích qua các bạn theo cái góc nhìn của tôi nhá. Ví dụ như tôi này là một cái thằng cũng là y hệt như các bạn thôi đúng không? Nhưng mà tôi sẽ không thể nào tiếp cận được hết tất cả những cái gì mới của bọn trẻ bây giờ. Ví dụ như là bọn TikTok nó đang có trend gì, đang có bài hát gì hay, rap rủng nó đang như nào, tình hình thời tiết nó đang ra làm sao, dịch bệnh nó như nào. Thì tôi sẽ chơi với cả anh em bạn bè đủ các loại lứa tuổi, đủ các loại ngành nghề. Ví dụ như là trong team refund của tôi là chúng nó có đủ cả lứa tuổi từ chip già là 86 vèo một phát lên đến mấy thằng 93, 94 như kiểu thằng Tú Đụ, thằng Quang Ngọc Trinh, cho đến cao hơn nữa là thằng thằng Bông Mai, thằng GK, hay là cao hơn nữa là 2K, 2K rưỡi như ở thằng Bô Béo với cả thằng Nhím. Mỗi cái lứa tuổi nó sẽ chơi một kiểu khác nhau, nó sẽ nghe một cái dòng nhạc khác nhau, nó sẽ có những cái câu chuyện khác nhau. Và chỉ cần ngồi nói chuyện với chúng nó hàng ngày thôi là tôi biết con mẹ mày hết trên thế giới là nó đang hot cái đéo gì rồi. Chúng nó đang nghe nhạc gì, chen chủng nó như thế nào rồi. Đấy, kiểu kiểu như thế. Thế là ít nhất là mình phải có mấy cái mối quan hệ để giúp cho mình bổ sung thêm thông tin hàng ngày. Đấy. Thêm nữa là cái việc mà các bạn nói chuyện với cả cái việc các bạn giao tiếp ấy là cái việc mà giúp cho cái đầu óc của các bạn nó mở ra và nó đỡ bị tù túng. Buồn lắm các bạn ạ, đừng như thế. Còn làm sao để có nhiều bạn và làm sao để có bạn tốt nhá, thì đấy là do cách sống của các bạn, đúng không? Bây giờ các ông có công nhận là cái con người bây giờ của cái thế hệ bây giờ ấy, anh em mình là thế hệ trẻ đúng không? Thế hệ trẻ bây giờ nó khác thế hệ già nhiều. Nó trẻ trung hơn, nó tiếp cận được nhiều thông tin hơn, nó nhanh nhạy hơn và nó thông minh hơn. Con người nó vẫn tiến hóa mà các bạn. Cho nên là cái việc mà nếu như có chơi với nhau ấy mà thằng nào bẩn tính, thằng nào xấu tính, thằng nào có những cái tật xấu ấy, anh em, thằng đéo là chả biết hết. Chẳng qua là đéo nói ra hay thôi, nói ra hay là không thôi, đúng không? Bây giờ anh em mình mà chơi với những thằng mà xấu tính ấy, biết tính nó rồi lần sau né né ra chứ, đéo thể thân được. Nó chỉ giữ một cái mức độ gọi là quan hệ xã giao linh tinh thôi.
chơi đéo sâu được đâu. Thế bản thân mình phải tốt đã, bản thân mình phải là thằng sống chuẩn đã, thì sau này mới có nhiều bạn bè, anh em mới tốt với nhau chứ. Như tôi nha, bây giờ nói thật các bạn, đéo giờ chết được. Nhỡ mà có nợ nần cái gì hay là nhỡ có xa cơ làm sao, tôi có nhiều anh em vớt tôi vãi đái ra. Tại vì từ ngày xưa đến giờ tôi sống đẹp vãi đái luôn, đéo phải khoe. Tôi tự nhận là tôi sống chuẩn vãi đái và đéo giờ phụ lòng ai cả. Đấy, các bạn nếu như mà các bạn cũng thế thì sau này các bạn sẽ có nhiều anh em huynh đệ tốt vãi đái ra. Toàn hảo huynh đệ luôn, đéo giờ chết được cả các bạn ạ. Ờ kìa, thật mà, nói gì. Tôi như đợt kiểu anh em tôi chơi, mấy thằng chơi với nhau từ ngày xưa bao nhiêu năm, mà ví dụ thằng Bô với cả tôi nhá, đéo phải là anh em ruột thịt gì đâu, nhưng mà tại vì từ ngày xưa đến bây giờ, từ cái hồi mà nó từ Cao Lãnh ra đây đến đây là tôi đã giúp đỡ nó ở nhà tôi, xong rồi là đến tận ngày hôm nay. Có đợt mà tôi thiếu tiền, tôi bảo mày có bao nhiêu tiền mày đưa hết đây cho anh để anh mẹ làm đi có việc cái. Nó chả nghĩ gì cả, nó hỏi đây em còn bằng này tiền anh có cần không để em đi rút cho. Cần đấy, đây là đéo giờ phải lo gì cả, anh em phải như thế các bạn. Nhưng mà nhiều khi các bạn, hôm trước tôi vừa nhận một cái mail của một bạn, bạn ấy bảo là nó có một cái vấn đề gì đấy trong tim anh, là kiểu như là mọi người không dám chửi hay không dám trêu hay là không dám đùa quá đáng hay là như nào. Không phải là như thế, tại vì các bạn không hiểu được là những cái gì mà tôi đã làm cho bọn nó, hay là anh em tôi chơi nhau như nào ngoài, các bạn chỉ thấy một mặt ở trên stream thôi chứ các bạn không thấy mặt ngoài đời. Mặt ngoài đời bọn tôi chơi nhau như anh em trong nhà ấy các bạn, nó là một gia đình mà. Thế phải có một hội như thế thì anh em mới giúp đỡ nhau trong công việc các bạn. À, thêm nữa tôi làm nghề này mấy năm mà tôi nhận ra là đi một mình đéo sống được các bạn ạ. Thật, bây giờ phải đi đông, phải có một hội chơi với nhau, nó phải tạo thành một cái hệ sinh thái. Anh em chơi, anh em xem phải thấy nó vui vậy đấy, mỗi người một màu sắc khác nhau thì thế nó mới phong phú được chứ. Các bạn xem nó mới đỡ bị nhàm chán. Chưa một mình làm á, bạn xem một thời gian là nó bị oải ngay ấy mà. Các bạn anh Tuấn nhá. Các bạn nhiều. Tôi hiểu được cái đấy được mấy năm rồi nên là tôi xây dựng lên team refund đến tận cái thời điểm bây giờ là tôi thấy là nó vẫn là ổn các bạn ạ. Anh em có sự sinh hoạt với nhau vui vẻ đái mà nó lành mạnh. Mình kiểm soát được cuộc chơi. Tức là mình sẽ là thằng to nhất, mình sẽ là thằng đứng đầu, và nếu như có cái gì nó lệch sóng cái là mình nhắc nhở ngay là chúng nó nghe ngay. Thế là được rồi, mình có một hội lành mạnh chơi với nhau rồi. Và nếu như cứ duy trì như này thì chắc chắn nó sẽ còn chơi với nhau lâu dài vậy đấy. 10, 20 năm hay là đến tận lúc già, anh em vẫn cứ như thế, vẫn cứ lành mạnh, vẫn cứ là đỉnh. Anh ơi, anh có thể làm clip dạy vuốt và sấy tóc như anh được không ạ? Các bạn nhìn cái tóc của tôi mấy năm rồi các bạn thấy như nào? Nó đơn giản mà, thực ra nó vào form mẹ rồi nên là tôi cứ gội đầu xong tôi sấy một cái, xong tôi chải một cái nó sẽ thành như này à. Nếu các bạn thích thì chịu khó đợi đi, đợi khoảng 1 tháng nữa nhá. 1 tháng nữa tôi sẽ có một cái clip, đấy là một ngày của tôi như thế nào. Tại vì hôm trước tôi vừa mới ngồi nghĩ lại là bây giờ tôi không có thời gian làm clip. Nếu như mà sau này tôi nghỉ làm streamer và tôi quay ra tôi trở thành một YouTuber, ví dụ như là 1 tháng tôi ra 1-2 clip trên kênh, sau đó là thỉnh thoảng live stream vui nói chuyện cả các bạn thôi, thì tôi sẽ có nhiều thời gian để tôi ngồi edit hay là tôi lên được những cái ý tưởng tôi làm video hơn. Nhưng nếu như cái thời điểm đấy tôi làm video ấy, thì tôi sẽ đéo thể lưu giữ được những cái gì mà tôi đang làm ở thời điểm bây giờ. Ví dụ bây giờ tôi muốn quay cái cảnh là sáng tôi sẽ dậy từ lúc 2 giờ chiều này, rồi tôi bắt đầu mới ăn sáng này, xong rồi tối tôi sẽ ngồi làm việc này, live stream này. Đấy là cuộc sống của tôi bây giờ, ở thời điểm bây giờ khi mà thằng Cáo nó 1 tuổi, thằng Tùng nó 4 tuổi rưỡi, thì tôi mới lưu lại được. Thế thì nếu như mà sau này tôi trở thành YouTuber rồi, lúc ấy tôi có làm thì cũng đéo phải là tôi của bây giờ nữa, là lúc ấy tôi nghỉ có mẹ nghề rồi thì làm sao tôi làm cho nó thiết thực, à cho nó kiểu thực tế được. Hay là thành ra là hôm trước tôi vừa mới nghĩ là thôi thì tốt nhất là 1 năm mình nên dành ra một cái clip. Ví dụ như là năm nay sẽ làm clip độ ở tuổi 32 chẳng hạn, năm sau sẽ là độ ở tuổi 33, xong năm sau là độ ở tuổi 34, đấy cứ như thế. Mà nó sẽ thích hợp hơn nếu như làm vào đúng cái dịp sinh nhật của tôi, thì tôi sẽ lên ý tưởng từ bây giờ, xong tôi sẽ quay dần luôn. Thì cứ mỗi năm tôi sẽ lưu giữ lại được luôn là tôi thay đổi như thế nào, xong năm nay tôi đang làm gì, năm nay tôi có những cái gì nó thụt lùi so với năm ngoái, xong những ý tưởng của tôi trong tương lai như nào và tôi có thực hiện được hay không. Thế cứ mỗi năm tôi sẽ làm một tập thì nó sẽ hợp lý hơn. Tôi có một cái content mà tôi thấy là nó hấp dẫn nhưng mà nó không còn phù hợp với cả cái hình ảnh của tôi thời điểm bây giờ nữa, đấy là nhìn lại sinh nhật của mấy năm trước. Mấy năm trước thì năm đéo nào cũng thế, cứ sinh nhật của tôi là tôi sẽ xem lại sinh nhật của năm trước xem như thế nào qua các buổi live stream cũ. Đấy. Nhưng mà ở thời điểm bây giờ nếu như mà tôi xem lại cái buổi live stream cũ ấy thì mấy cái thằng độ ở quá khứ nó chửi bậy kinh quá. Tôi đéo biết được là tôi có xem được hay không và các bạn có xem được hay không. Tất nhiên là tôi làm thì tôi vẫn làm rồi. Nhưng mà làm mà để public cái clip đấy lên thì nó cũng hơi bị kiểu nhạy cảm ở cái thời điểm bây giờ, nên là tốt nhất là tôi sẽ đổi hướng ra làm một cái clip là tôi ở thời điểm bây giờ để tôi nhìn lại quá khứ, tôi nhìn lại thời điểm hiện tại và tôi nhìn lại xem là trước mắt tôi sẽ làm những cái gì để năm sau tôi lại làm một clip như thế vào đúng cái dịp đấy để tôi nhìn lại. Đấy, cứ như thế thì tôi sẽ thành một cái content mà nó có kịch bản sẵn rồi, nó là một cái format rồi, là cứ năm nào tôi dập đúng cái khuôn đấy vào thôi, thế là xong. Hợp lý không? Ủi, nó lại chả hợp lý vãi đái ra. Nói là thế thôi nhưng mà chia sẻ thật với cả các bạn là bây giờ tôi cũng già rồi và tôi có dấu hiệu tôi lười vãi đái ra, mặc dù đầu của tôi cũng nảy được một số ý tưởng, một số content nó gọi là hay đấy, nhưng mà chắc đéo làm được đâu, lười lắm.
anh có kinh nghiệm là khắc phục cho anh em bị stress không? Khi nào tôi chữa được bệnh stress của tôi thì tôi sẽ truyền kinh nghiệm khắc phục bệnh stress cho các ông xem nhá. Như thời điểm bây giờ tôi cũng đang stress vãi lìn ra các ông ạ. Thương tôi. Ôi mẹ, chiều nay vừa ngồi rảnh rảnh mẹ ngồi đọc quả mail. Đọc xong lại stress thêm các ông ạ. Ờ, đây, mẹ tôi quảng cáo cho các ông luôn mẹ quả mail. Đây, ví dụ như là thỉnh thoảng tôi lại đọc được quả mail này. Chào anh Độ. Đấy, đây. Em chào anh Độ. Đấy, để tôi phóng to lên cho các ông nhìn. Em chào anh Độ, em là một trong những người xem anh từ rất lâu rồi, chắc cũng phải ngót nghét 3 năm rồi. Hôm nay em viết bức thư này cho anh để nhờ anh giúp việc này. Trong một lần cơ lỡ em đã đi chơi một vài ván cờ bạc, thua hết sạch tiền vì muốn gỡ nên em đã vay của các anh sòng thêm 400 triệu để chơi tiếp nhưng mà vẫn thua hết. Em đang không biết phải làm thế nào cả để trả nợ. Em không muốn nói cho mẹ em vì sợ mẹ em lo lắng. Vì vậy mong anh cho em vay 400 triệu để làm lại cuộc đời. Ôi đọc mấy quả mail nhà tôi thấy các bạn nẫu ruột vãi đái ra. Ngay bên dưới đấy còn có quả mail khác, ngắn hơn, xúc tích hơn, đơn giản hơn, nhìn phát hiểu luôn. Anh Hà, title subscribe, à cái title là xin tiền. Mẹ bên dưới để mỗi cái dòng chữ được. Anh ơi nhà em nghèo quá. Mẹ đọc thế là mình hiểu luôn, mình bấm phát mình bỏ các mẹ đi luôn, mình đỡ đau đầu. Mẹ thỉnh thoảng có nhiều ông trình bày vãi đái. Đấy là ông ấy trình bày là nó còn ít đấy nha ông. Mẹ có ở ông trình bày mẹ dài vãi lìn ra. Kể một phát từ khi mà ông ấy sinh ra như nào, đẻ ở bệnh viện nào, xong rồi bị vàng da, phải ở trong lồng, xong rồi quá trình lớn lên như nào, học trường mẫu giáo bị các bạn bắt nạt, sau đấy là lên trường cấp 1 bị bạn bè xa lánh, đến hồi cấp 2 là bắt đầu bị hôi nách thối chân, bạn bè không chơi cùng. Kể dài vãi lìn ra, mẹ đọc đau hết cả mắt ra. Đến đoạn cuối chốt lại một cái là cuộc sống em khổ quá, anh ơi, đây là số tài khoản của em, anh có thể cho em xin ít tiền được không? Tôi đéo phải là cái ngân hàng online các bạn ạ. Ừ, tôi đéo thừa tiền để tôi đi cho tiền người lạ. Mà cuộc sống của tôi còn chưa ổn định thì làm sao tôi có thể lo được cho các bạn được. Tôi còn một vợ, còn hai con mẹ. Tôi cuộc sống tôi còn đang chơi với mẹ. Vãi cả đái ra giữa cái thành phố Hà Nội này. Khổ vãi đái ra mà các bạn cứ xin tiền tôi. Các bạn bây giờ thử có một ai đấy lạ vãi đái ra, đéo quen đéo biết tự nhiên xin tiền các bạn cho. Đéo. Hầu hết mọi người sẽ là đéo. Biết đéo ai đâu mà cho. Có cho vay không? Đéo. Thì mẹ còn đéo biết người ta là ai thì cho người ta vay lấy đéo đâu ra tiền mà giả. Đéo rồi có câu chuyện giả. Khổ, đừng xin tôi. Tôi đéo cho đâu mà tôi đéo trả lời đâu. Thỉnh thoảng tôi đọc vui thôi để các bạn đỡ gửi mail mất công. Anh nghĩ sao về ủng hộ game? À, anh nghĩ sao về ủng hộ làm game 300475? Rồi, cái này thì tôi có biết. Hôm trước tôi vừa mới đọc báo xong. Thì ngày xưa có game 7447 đúng không nhỉ? Cảm ơn Thanh Nam nhá. Là game của bên Emobi họ làm. Tuy nhiên là đợt đấy làm là bị lỗ, theo những gì tôi biết là như thế. Sau đấy bẵng đi một thời gian, cách đây hình như là đâu đấy khoảng chục năm rồi sao, bây giờ hình như là bên dự án đấy họ chuẩn bị làm một game mới và họ đang kêu gọi vốn đầu tư là 757 đúng không ạ? Đang kêu gọi vốn đầu tư hình như là đâu đấy khoảng 20 tỷ sao ấy. Ừ, dã man vậy đấy. Nhưng mà làm game thì là tốn thật các bạn ạ. Tôi đang làm một con game nó bé bé mà nó nhỏ tí rồi, tôi thấy cái giá nó đắt dã man rồi. Thì tôi thì cũng không giúp đỡ được gì nhiều đâu, nhưng mà có lẽ là sau khi mà, cảm ơn Lan nhá. Tôi thì không có nhiều tiền, nhưng mà sau khi mà cái dự án đấy mà hoàn thành mà cần marketing, cần hỗ trợ về marketing thì tôi sẵn sàng, tôi đứng ra tôi hỗ trợ miễn phí. Tại vì với tư cách là một người cũng làm trong ngành game, tôi cũng may mắn hơn là cũng gặp thời nên là cũng có một cộng đồng nhỏ nhỏ. Nên là nếu như là tôi có thể giúp ích được cho cái việc mà marketing về một cái sản phẩm của người Việt, thuần Việt thì rõ ràng là tôi sẽ sẵn sàng thôi các bạn. Nó lại còn một sản phẩm về lịch sử nữa, truyền bá về lịch sử Việt Nam thì tôi ủng hộ. Thì sau này mà nếu như có dịp thì tôi sẽ gặp các anh của dự án game mới đấy sau. Thì tôi sẽ giúp về mặt marketing sau. Cho em xin bí quyết đẹp trai nhanh được không ạ? Anh cũng để hôm nào có talk show với cả mẹ Lý nhá. Thì các bạn hỏi mẹ Lý nhá. Tôi đéo biết được tại sao tôi đẹp trai thế. Chắc là do mẹ Lý cho tôi ăn cái gì đấy. Ăn cứt gà. Ơ kìa sao ăn cứt gà. À, Hôm trước tí nị vừa gửi tôi mấy cái password đấy các bạn, đợi tôi tí, tôi đang để dưới tầng 1 đấy, tôi chạy dưới nhà tôi lấy mấy cái password lên xem cái chất lượng nó như nào để xem sắp tới tôi có bán được không, được không? Đợi tí được thể. Tôi ghét cái mùi pát chuột cái hồi mà lúc mới in xong, cái mùi cao su ấy khó chịu vậy đấy. Kiểu mua pát chuột về nó phải phơi ở bên ngoài mấy tháng để cho nó hết mùi đi thì nó mới đỡ. À cái này bó góc rồi à. Đây.
Bắt chuột độ Missy Family. Uầy, trông này, phong cách Dragon Ball vậy đấy. Cảm ơn Minat nha, cảm ơn em nhiều. Tùng sói, cáo nhu nhi với cả một bạn tên là Trang. Ừ, trông cũng đẹp phết nhờ. Con này cũng dày, cũng bo góc. Ừ, trông đẹp phết nhưng mà nói thật với cả các bạn là những cái password mà màu nó sáng như thế này ấy, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ thành màu cháo lòng thôi, nó sẽ bị bẩn ấy. Tập 1 chạy thôi chúng mày ơi. Đáng yêu vậy đấy. À, để tôi nhá, để tôi xem nào. Ờ, được ấy, tôi thấy chất lượng là ok phết đấy các bạn ạ. Nhưng mà tôi không biết được là bên thằng Nị nó làm được cái cỡ nào là cỡ to nhất ấy. Mấy cái cỡ này nó bé quá. Tôi không dùng mấy cái password bé nhỉ bao giờ. Lúc nào mẹ mấy cái tôi dùng toàn phải dài khoảng 1.2 cơ các bạn ạ. À, tôi quen cái kiểu là password tôi sẽ phải giải ra hết cả bàn cơ. 100.000 hai cái. Anh chỉ em bí kíp tán gái khi nói chuyện nhạt nhẽo đi em. Ôi tán làm gì em ơi. Mẹ sống cho nó tốt vào sau tự có gái theo em. Đấy. Ai hỏi tôi cũng phải trả lời thế. Tại vì ngày xưa tôi biết đéo chuyện đi tán gái đâu. Nói đi các bạn đéo tin. Ngày xưa vợ tôi tán tôi mà. Tôi chưa giờ nghĩ là tôi sẽ đi tán gái cả. Tại vì cái chuyện mà tôi đi xuống Hà Nội, tôi học với cả tôi làm việc ấy, là tôi đã bị mặc cảm mà trong người. Đấy là tôi là một thằng tỉnh lẻ rồi. Chia sẻ thật với cả các bạn, cách đây 10 năm là như thế. Nên là cái việc của tôi lúc đấy chỉ đơn giản đấy là tôi học, ra trường. Sau đấy là tôi sẽ đi kiếm một cái công việc nào đấy để tôi làm ở Hà Nội này. Hoặc là tôi sẽ về quê theo bố mẹ tôi làm việc nhà nước. Thế thôi. Thế là lúc ấy thì dần dần thời gian bẵng đi thì tôi gặp vợ tôi. Đấy. Thì sau một thời gian quen biết thì vợ tôi chiếm đoạt thân xác của tôi. Tôi quyết định là cưới vợ tôi luôn. Hết. Nổ giá. Giá thì để tôi làm việc lại sau nhá. Nhưng mà nếu như bán mấy cái password nha, tôi cũng đéo biết được là kiểu có đáng làm không ấy. Nói thật là ví dụ như là mình bán thì mình phải tính lên cái số lượng khách hàng người mua như nào, làm có ổn hay không, có nên đầu tư thời gian với cả chi phí vào hay không thì mình mới làm chứ đúng không? Nhưng mà tôi thấy là nếu như in cái password Missy Gaming phông nó màu đen ấy, sau đấy chỉ có mỗi cái logo Missy màu trắng không thì có lẽ là nó còn ổn hơn. Tôi thì là một trong những người mà kiểu tôi không bao giờ thích những cái đồ màu mè, nhất là cái password này nó sẽ bị bẩn các bạn ạ. Có mấy quả clip từ năm đây là từ 2017 không ạ? Ui, mẹ vãi đái, 2017 đến bây giờ là bao nhiêu mấy năm mẹ rồi? 4 năm hay 5 năm ấy nhở? Thế trông tôi ngày xưa trông kiểu mẹ, đúng kiểu nhà quê vậy đấy. Đâu, đéo biết được là hôm đấy quay clip gì luôn. Trông buồn cười thực sự ạ. Có tiếng không nhở? Ừ, có tiếng luôn ạ. Chào các bạn, mình là Độ đến từ kênh Missy Gaming. Chào Độ, trông Độ buồn cười và đái thế. Độ hài cốt. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành, một năm mới nhiều may mắn và một mùa đông ấm áp bên gia đình và những người yêu thương. Merry Christmas. Độ ơi, Độ. Chịu, Độ ơi. Ôi, ngày xưa sao để có tóc trông bẩn vậy đái thế nhở. Chào các bạn, mình là Độ đến từ kênh Missy Gaming. Một mùa Noel nữa lại đến rồi. À đấy, các thấy không, cứ mỗi lần quay clip đéo gì phải quay, mỗi lần quay bao nhiêu mẹ mà 22 đúp. Sợ vậy đấy. Chúc các bạn có... Xin chào các bạn, mình là Độ đến từ kênh Missy Gaming. Độ cầm mẹ mồm Độ ơi. Ok Noel sao đéo tắt được. Thật ấm áp, an lành bên gia đình và bên những người mình yêu thương. Chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ ngập tràn hạnh phúc. Độ ơi. Cút. Đâu nhá, có mấy quả clip nào nữa nhá. Đấy. Hôm nào tôi mà rảnh nhá, tôi ngồi edit lại hết tất cả những cái clip từ ngày xưa tôi quay. Kiểu, tức là cứ mỗi lần quay nhá, nó sẽ bị fail rất là nhiều các bạn hiểu không? Đấy, xong rồi thằng này lại làm đéo rồi nữa này. Hello Peo Peo. À ừ, chúc mừng sinh nhật Peo Peo. Tôi nghĩ là... À đâu? 1 triệu người subscribe trên YouTube rồi. Nó chúc mừng 1 triệu subscribe của Piu Piu. Ui, từ tháng 1 năm 2018 á. Vãi cả cướp thật. Thằng gì? Ui mẹ thằng kia nghìn máu à? À ừ để chết ra thế địt con mẹ bắn mãi đéo chết là sao vậy? Ui 200.000 sắp công ạ. Ui mẹ mà quá khứ ùa về vãi đái luôn ấy. Đéo thể hiểu được.
còn bạn tôi hát karaoke. Ui, cái này trước tôi post lên trên group lâu vãi đái rồi đúng không nhỉ? Tôi có hội bạn, hội những người tên Trang ấy các bạn, hội những người có vợ tên Trang ấy đây. Đây là một bà tên Trang, vợ của thằng bạn thân tôi, thằng London hay đi đá bóng với tôi ấy. Hôm nay hai vợ chồng nó sang nhà tôi chơi nên là tôi vào bảo thu thử. Ôi thằng Tùng ngày xưa kìa các ông, thằng Tùng ngày xưa bé tí đằng sau kìa. Cái bài đi tắm rồi đi. Phát ở trong bài không thấy. Tiếng nó cứ thật luôn ấy, nó không có cái độ vang ấy. Nói thế này thì tôi lại thấy. Ủa nhiều cái phòng ngày xưa thế nhỉ? Nghe bài nhạc nhá. Lâu lắm không nghe nhạc. Ừ. Hay vậy đấy nhờ. Phải sống xa anh chẳng dễ dàng. Chẳng dễ dàng. Ông đã biết ân hoan lấy mặt. Nhìn tại nắng rơi ấm mỗi ngày. Em giật trẻ con như chưa. Sẽ không thể làm đau dù mắt cướp. Bài này bè nhiều quá. Ui, bài này tôi biết hát đấy các bạn, không là tôi hát cho các bạn nghe bài đấy nhá. Bài này cút đắp chủ động đẩy xuống rồi. Sẽ có bàn công nhà ở đây. Đây hình như là ao làng à. Bắn tốt và hình như là chưa trúng viên nào cả. Vẫn bắn tốt và chưa trúng viên nào. Bắn lại tốt và vẫn chưa trúng viên nào cả. Nhảy lên bắn nhưng chưa trúng viên nào. Sấy lại vào cửa rồi, vẫn chưa trúng viên nào cả. Sấy rất nhiều và có vẻ như là đã có viên đạn chính xác rồi. Bây giờ thì Luna chủ động đẩy ra ngoài. Với cùng MVP mình, Luna có mạng của cút đắp rồi. Cả hai đều bắn tốt và rất khó trúng nhau. Ngày xưa tôi phải cắt giải vãi lìn đã từ năm 2018 đến tận bây giờ. Vãi cả lìn thật. Sợ đéo chịu được. Về đông. À cái này sẽ gố phần đi đúng rồi. Ui, mẹ ngày xưa bắn thế cơ mà. Có anh độ ngon ngay. Để tao ơi, chúng mày, để tao ơi. Lăn đi chúng mày đấy. Để tao ơi. Em ơi mùa xuân đến rồi đó. Ôi, đi cái gì. Ui. Ui, mẹ tuổi thơ. Thể hiện siêu mượt cho từng khung hình. À, đây là một chiếc màn hình 24,5 inch Full HD với tỷ lệ 16.9 và công nghệ FreeSync. Tê, mẹ là quảng cáo công nghiệp vào đấy, các ông biết đây là gì không? Đây là thu voi ọp phải không? Tức là tôi sẽ record vào xong rồi tôi sẽ nói xong rồi về tôi sẽ lồng vào clip kiểu và kiểu. Và điều đặc biệt ở cái màn hình này là tần số quét lên đến 240Hz. 240Hz cơ à? Cả lìn thật. Smack in the
Ơ sao tao lại tôi cũng đéo hiểu mẹ đợt đấy record lại mấy cái trận này để em đéo gì? Ừ hình như giải Thái sao nhỉ? No. À cái đợt này giải Thái, giải Thái, giải Thái, giải Thái. And I believe they are on top of the leaderboards now. Wow, ladies and gentlemen. Mẹ chip già ngày xưa trông gầy vãi đái, trông như nhẹo. Refund Gaming, we not to say we didn't give them a chance, but they even look at that. Even he doesn't believe it. They're just lost for words. They are lost for words because from based on my calculation. Thằng Tú ấy các bạn, nó niềng răng mấy năm nay rồi mà các bạn nhìn ngày xưa xem cái răng nó đúng kiểu là hơi hô ra cái hàm nó. Bây giờ trông mẹ thằng Tú bây giờ gặp lại trông đẹp dai vãi lìn nhá. Đỉnh rồi đấy. And the chicken dinner, they are on top. Cảm they are on top of Myth. They may be in the first position and they may be the team that represents Southeast Asia to Berlin next month. Wow, now that's just really nice. Tears starting to form in the eyes of these players, proud as they will be representing. They will most likely be representing the Southeast Asia. Đi Đức, đi Đức, đi Đức. Championship. Lôi bọn tôi ôm nhau xong bọn tôi bảo là đi vào đi Đức rồi chúng mày ơi. Mẹ người đầu tiên trong dòng họ đi châu Âu chúng mày ơi. Southeast Asian region. Vui ở đây. Go for the global when they go for the global invite. But the score, let's just not put too much hope into the fans of nhanh nhở mẹ tháng 6 năm 2018 bây giờ là gần tháng 6 năm 2021 ba năm going to check out here they are Refund Gaming Funky MU DJ Chip and Pino now all is our angel here past match our refund for with is our angel here Refund hình như có cảnh đến nhận giải nữa sao memory. It seems that ui, bọn này bọn made in Thailand này, bọn này giải thể rồi sao không ạ? แล้ว คะแนน ก็ สูง มาก เลย นะ ครับ 3,000 Đi ra ngày xưa cái trông quả tóc tèo đéo chịu được. À, quả này lại bị thua kèo CSGO phải cắt đầu chọc. 770 คะแนนนะครับผมสูสีกับ Mid PUBG มากมากเลยนะครับผิดเพียงแค่100กว่าคะแนนเองถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะหลบให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ Nhớ thế nhỉ? Có bà này bà ngồi đây. À, bà này bà ngồi bà livestream hay sao ấy. Ôi thằng Tùng này, thằng Tùng này, thằng Tùng bé bé đằng sau này. Trông yêu rồi đấy. Ôi. Cái thằng Tùng nhà tôi nhá, cái hồi nó 1 tuổi các ông ạ, nó ăn bất cứ một cái loại hoa quả gì ấy, nó không bao giờ nó nuốt cả. Nó cứ ăn xong nó lấy nước xong nó lại nhè ra, thế bực vãi đái luôn ấy. Phải mất đâu đấy khoảng gần 1 năm hướng dẫn cho nó về cái cách nuốt mấy cái loại hoa quả này nó mới chịu nuốt. Xong ngày xưa cứ ăn là nó nhè ra, bực thực sự luôn. Điện thoại gì ấy? Anh. Ôi thôi 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 thôi, các ông lại quảng cáo con mẹ rồi. Vợ tôi hỏi điện thoại gì là tôi nghe phát tôi thấy mùi luôn. Tôi quay họ họ nó. Hono. Điện thoại điện tử mà. Điện thoại điện tử á? Ừ. Khác gì điện thoại bình thường? Nó... công nghiệp vậy đấy. Nó điện tử. Sao nó làm để chỉ chơi điện tử thôi, nó cắt đi những thứ nó không cần thiết, nó không nghe rồi. À nó trông nó gói hơn không? Ui, Tùng Sói yêu thế nhở? Đồ họa do game nó chỉ đến mức rồi đấy thôi. Còn bao giờ nó mới hiểu được là những cái thứ này có thể nuốt được. Ăn táo, ăn lê, ăn xoài, tất cả mọi thứ đều nhai xong nhè ra như một cái máy dầm nước vậy. Máy dầm ăn nước. Ăn nước không người tốt quá gì nữa. Quá buồn. Ui, vạ thằng Tùng ngày xưa trông yêu vãi đái á. Quá buồn. Thế cái này ví dụ nếu mà là máy chơi game ấy thì cái màn hình của nó. Thì quan trọng nhất là biết dọn đi. Ok chưa? Kìa cầm nó dính. Ok. Kìa. Cầm dính kìa. Con nói máy chơi game Honor đi. Chết mẹ mà lôi cả thằng con ra quảng cáo thế này. Honor. Không chấp nhận được. Ê, nô lệ của đồng tiền. Ngồi quay luôn. À chưa? Ui. Cái kiểu cau mày này của thằng Tùng ấy. Mẹ y hệt bây giờ luôn các ông ạ. Bây giờ nó làm gì khó chịu cái là nó sẽ cau mày như thế này này. Em hiểu sao mà thể nó khó tính như mẹ nó luôn ấy. Không khác gì nào. Không chấm. Ừ, ra 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 ra.
Đây kìa. Bẻ đôi cho nó thôi. Ừ. Đấy lắm. Mặn không con? Mặn không? Cái viền đen này mình chịu được. Ui, nhìn ông chấm kìa. Ừ, xong nó bị cay hay sao ấy. Mặn lắm. Vừa cay vừa mặn. Cay chưa? Cấp cứu. Ủa. Chết đòi nha. Ngay lập tức. Không được đòi nữa nha. Sợ chưa? Sợ không? Chưa, mẹ bảo cay nó không tin mẹ. Uống tiếp. À, uống ngay lập tức phát nữa. Uống thêm phát nữa nhanh. Ui, thằng này yêu thế nhở. Hết chưa? Bố đưa cho nó miếng lê không cho nó được. Xem màn hình nào. Yêu quá. Ui, tôi mà ngồi lục lại hết tất cả những clip của thằng Tùng hồi nó còn nhỏ để anh em mình ngồi xem lại ấy, thì nó nhiều vãi đái luôn các ông ạ. Hôm nào anh em mình ngồi xem hay đấy. Alo 1 2 4 test mic. Alo. Úi giời, mẹ. Đây cho các ông xem đây. 1 2 3 4. Alo. 4 4 4 4 4 cái rốn. 4 4 4 4. Alo. Test mic. Alo. 1 2 4. Hello em. Chào em nha. Đéo mẹ mà mic vang như người chết thế này. Alo. 1 2 3 4. Alo. Hello anh em. Hello. Alo. 1 2 4. Alo, nói bình thường này. Đây là nói bình thường vãi cả đái này. Nói to hơn tí nữa này. To vãi cả đái này. Đi các bạn thề. Mẹ à, tôi thấy như kiểu tôi như thằng điên ấy các bạn. Đéo bình thường. Alo 1 2 3 4. Nói bình thường. Alo 1 2 4. Nói to này. 1 2 3 4. Khổ đéo chịu. Lại cái đéo gì nữa. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Alo số 1 2 3 4. Cảm ơn các bạn mới donate nhá. Nhạc đéo gì đấy. Ui, Tùng sói đẹp dài thế nhở. Ngáp ngủ. Đấy, khổ không các bạn. Mẹ, vừa trông con vừa làm việc. Mà đây không phải là giờ stream nhá các ông. Đây là giờ bình thường ấy nhá. Đấy, tôi vừa phải trông con tôi vừa làm việc. Khổ nhờ đấy. Yêu thế, trời ơi. Đáng yêu thực sự. À đâu, lúc này vẫn live stream mà. À đâu, đúng rồi, vẫn live stream ạ. 800.000 sắp. À, ăn quả nhạc bản quyền quá. Mẹ, thằng này đúng xu hưởng thật luôn đấy. Mẹ, thằng bố nó thì ngồi ở dưới nền nhà. Bón bim bim cho nó ăn. Nó thì ngồi ghế đệm êm, ghế da, vắt chân lên trên ngồi xem hoạt hình. Đến khổ. Cảm ơn thầy anh nha, cảm ơn chùn về tí nha. Con mèo đéo thì kêu kinh thế nhở. À, nó đang xem clip con mèo. Ui, trông đáng yêu nhở. Thế sao tôi đẻ thằng nào thằng ấy trông bảo đẹp vãi đái vậy. 10 điểm. Làm gì vậy? Ui, background cũ này. Trông nhớ vậy. À, đây là tôi test cái cam để cho vợ tôi lên cam. Ngày xưa các ông nhớ. Cái hồi anh em mình còn hay
còn hay chơi game farm together xong tôi add cả cam vợ tôi vào không? Ừ đấy đấy, lúc đấy đấy. Vip chích à? Giờ người à? Ui mẹ mày nhìn quả tóc này. Mẹ, trông có cái bang không? Lại phép thích. Nghiện thế nhở? Cảm ơn A3K44 nhá, cảm ơn em. À, đợt đấy mới biết làm lốc. Mẹ hôm đéo nào lên biểu diễn cho các bạn xem. Ui, thấy chưa? Làm lại đi. Đéo hiểu sao tóc tai như thế này mà mẹ vẫn lên live stream được nhở? Ừ, trông bẩn thực sự ấy. Lại clip đéo gì đây nữa. Ui rồi, mẹ mày ngày xưa tại sao có thể mặc được cái quả áo ba lỗ như thế này nhở? Thôi đéo xem nữa. Mẹ muộn vãi đai rồi, 11:30 mẹ rồi vẫn còn ngồi lục lại mẹ ăn mày quá khứ từ năm 2018 đến tận bây giờ. Đây mẹ, tôi đang có vấn đề này mẹ, mọi người tư vấn cho tôi này. Đấy, vấn đề là hợp lý vậy đó này. Mua Z1000 đi bạn. Không. Mua BMW S1000 lên rồi. Có vụ này hay hơn này. Đang chuẩn bị vay tiền mua nhà này. Nhưng mà mẹ đang đéo biết mẹ như thế nào hợp lý vậy đấy. Đây, từ từ đợi tí vẽ cho mẹ mới tưởng tượng được. Mới tưởng tượng là sao? Thì đây nó phải như này. Đây từ từ nhá. Bây giờ nhá, cái ngõ nhà anh đây đúng không? Đúng rồi nè. Gần ngõ nhà tôi có một chỗ rẽ vào ngõ Swimming House đúng không? Đúng chưa? Cái ngõ này đúng không? Chỗ này là ngã tư đúng không? Đúng. Chỗ này lại vào tiếp đúng chưa? Đúng. Sát nhà tao có một cái nhà màu trắng mày nhớ chưa? Nhớ. Sát cái nhà màu trắng là nhà của tao đúng chưa? Đúng. Sát nhà tao có một cái mương đúng không? Cái chỗ này là chỗ không bán đất, chỗ này là chỗ đất của nhà nước. Đấy, chỗ này không được bán. Đấy. Ok. Gần đấy là nhà của ông hàng xóm nhà tao, đúng chưa? Đang muốn bán. Không, ông hàng xóm lừa tôi một lần rồi nên tôi không chơi với ông hàng xóm nữa. Ok. Bác hàng xóm đấy thì ngày xưa có một lần tao đang đứng hút thuốc ở đây. Thì bác ấy có từ vị trí cửa nhà bác ấy ra, bác ấy hỏi có mua nhà tao không? Thì bảo là có, nhưng mà về sau bác lại không bán nữa. Thế là bác gieo hy vọng, nhưng mà sau bác lại làm mình thất vọng. Đằng sau này thì có một cái nhà mà nhà đấy là dạng nhà ống, hiểu không? Mặt tiền khoảng 5 mét sâu vào bên trong như này và nó cắt vào đúng giữa hai cái nhà của tôi với cả nhà hàng xóm. Nhà này thì giả bao nhiêu tiền nhất quyết không bán. Đấy, nhà này không. Mặc dù hàng xóm rất muốn mua, ai cũng vào hỏi rồi nhưng nhà này không bán. Nhưng thật tình cờ nhà này lại chuẩn bị bán. Đúng. Thì bây giờ câu chuyện là nhà tôi ở đây, đúng chưa? Thì nếu như tôi mua cái nhà này thì có hợp lý hay không? Vì để tôi đập thông đằng sau nhưng nhà tôi lại thành nhà chữ L à? Thì không được. Nếu mà mua bạn mua mà, thì bạn được, phải để là thành hai nhà bình thường. Không. Đập ra đi chữ L hợp với L nói đi. Anh ơi, không, sau này anh tạo áp lực cho cái nhà ở giữa kìa. Không, sau này nhà đấy chắc chắn không bán. Nhà đấy nói bao lần chưa? Đấy, nhà đấy nhà thằng Tú nó vừa mua một cái nhà của cái nhà này luôn đấy. Là nhà này đấy. Là nhà này đấy. Đối diện ngõ nhà anh đây là của nhà này đấy. Thì nhà đấy nhiều đất lắm rồi, nhà ấy còn bán làm gì? Đấy, vấn đề nó ở chỗ đấy. Thì bây giờ anh đang định vay tiền về để anh mua mẹ cái nhà này xong chuyển Streaming House cho anh em sang bên này ở. Sau đấy là đằng sau này đập thông một cái cửa ra đây thì anh em mình có phải là cùng một nhà không? Đúng. Đập thông cửa thì được. Đúng không? Thì nó dính tít vào nhau mà. Đập thông cửa thì được chứ còn kiểu mà. Kiểu mà bạn bảo đập thông để xây hai nhà thì tôi đang muốn là xây hai nhà thành một thì nó có hợp lý không? Tại vì đây không, không hợp lý. Nó thành nhà chữ L xấu lắm. Hơi ấy anh ạ, bởi vì nó sẽ bị bất tiện. Nhưng mà nếu như mà anh em chuyển sang thì anh em sẽ phải ở nhà ống như nhà, không phải nhà vuông như bên Streaming House bây giờ nữa. Là nó ra một cái nhà, cái mặt tiền này nó là 4m8. Nhà ống là sao? Là nó dành đường ngang rất là, nó dài. Là nó sâu vào trong ấy và mặt tiền nó hẹp. Bạn hiểu không? Chứ nó không phải là như cái nhà Streaming House là nhà đều giống như kiểu nhà tôi bây giờ là mặt tiền nó đang rộng và nó vuông đúng không? Đấy. Là phòng ông dài nhưng mà không có rộng. Ê, nhà bên phải có bán không đúng? Nhà nào? Nhà này á?
Đấy, nhà bị lừa đấy. Nhưng mà nhà này có mua ấy, Hiếu ạ, nhà này có mua thì cái đoạn đất này là đất không bán nên là tao không thể đập thông nhà tao sang được. Không, thì tao mua ở đấy xong rồi tao lắp cái cầu từ qua tầng 2 của mày luôn. Mà lắp cầu hàng xóm ý kiến ấy hôm trước nha, mẹ cái đợt mà tôi mới chuyển nhà đây các ông ạ, mẹ tôi lắp điều hòa ra đây, hàng xóm đã không cho rồi. Hàng xóm bảo là nếu như lắp điều hòa ở cái khe này, thứ nhất nó là đất chung và thứ hai là hơi nóng nó sẽ phả sang nhà bên cạnh. Đúng rồi. Nếu mà lắp được cái cầu thì tao vặn hẳn vào sự phim. Mà nếu mà bạn mà lắp cục nóng ở đấy thì điều hòa đéo mát luôn cơ. Ừ, cay thế nhỉ. Cảm ơn Hoàng nhá. Tại vì cục nóng nó phải xả cái xả hết ra. Thì đấy, bây giờ là câu chuyện là nếu như mà tôi vay tiền tôi mua được cái nhà này thì bô béo với cả chip già mà chuyển sang bên này. Wow. Thì nó sẽ gần hơn thì... Bố, địt mẹ anh em bá chủ nhà đấy rồi, địt mẹ. Thế là bên dưới tầng 1 này, ở đằng sau ở chỗ để xe ô tô tôi là tôi sẽ đập thông một cái cửa thật to ra đây để anh em mình thông vào trong một nhà. Đấy, hợp lý không? Wow. Không, đập hẳn, đập cả tường luôn. Ừ, thì đập cả cái tường đấy, đập cả tường đấy. Thì tôi sẽ để xe ô tô sâu ở được trong này. Anh em mình để xe máy ở đây với cả để ở đây. Đấy, xong rồi bên trên này thì sửa lại sẽ làm cái thang máy ở đây. Thì anh em mình mỗi phát lên phát là nó sẽ là một mặt sàn 60m2 luôn. Nhưng mà nó là hình ống thôi. Hợp lý không? Bao nhiêu anh? Chưa biết nhưng mà chắc là vay tiền mua được. Cố được. Thì anh em mình về chụp hình nhau à? Có phải sát nhau không mà nó vui hơn không? Đúng không? Em về chụp nhau hả anh ơi? Không, mày sẽ có một lầu. Bác ở lại đấy đi. Mà bây giờ kiểu nhà sát như thế này nhá, là mạng liếc cái kiểu anh em test mẹ hết rồi. Ok hết điện nước cái kiểu ok mẹ hết rồi. Anh em cứ thế mà vào phát livestream làm cách âm tốt tốt một tí nữa được. Thế mày xây tao một tầng được. Tao dẹp qua đấy ở luôn. Đấy okay. Bây giờ nhá, cái nhà này mà Hiếu ấy, Hiếu cái nhà này mà bán này đá bóng luôn thì Hiếu với bạn gom tiền mà mua cái nhà này phát thôi là anh em mình bá chủ khu này mẹ luôn. Có cả khu đất rộng vãi đái luôn rồi. Xong rồi đập hết xây xong đập đi mà. Xây mới lại, mà xây mới lại lên khoảng 7 tầng cái thôi là anh em chuyển mà đây ở với nhau hạnh phúc cả đời. Là bao nhiêu? Cái nhà này á, cái nhà nào? Ừ. Nhà nào? Bên trái, nhà mà kêu không bán á. Nhà kêu không bán á. Nhà này tao nghĩ là rơi vào khoảng 15 tỷ. Còn cái nhà đằng sau này nếu như mà theo tao định giá thị trường thì nhà này nhà rơi vào khoảng đẹp Hiếu, nó hai khoảng mặt ngõ. 9 tỷ, 10 tỷ, 9 tỷ, nhà này khoảng đấy. Đấy. Nhưng mà nhà này đẹp, nhà này bảo sao người ta không bán, nhà này đẹp lắm. Chắc khoảng cuối năm là đổi tên ngõ nhỉ. Ngõ gì phân. Nhưng mà hợp lý nhỉ. Tại vì nhà độ nhá, nó còn bị cái nhà đối diện ấy, nó hẹp cái ngõ. Còn cái nhà bên trái là nó bị cái hiên nhà bởi bên đối diện nó rộng vãi bìu à. Đúng rồi. Cái nhà đẹp. Tại sao cái nhà này dứt khoát không bán nhỉ? Thì nhà mà đẹp thì đúng tôi rồi. Tôi thật cả ông như mẹ mà tôi mà đi vay hết tiền về mà cái nhà này bán là tôi mua xong rồi tôi sẽ chuyển nhà đi đâu đấy khoảng 1 năm. Chuyển đi thuê chung cư ở 1 năm chẳng hạn, xong rồi về tôi xây cái chỗ này thành một mảng quả lâu đài to đùng trên này, dồn hết anh em về đây ở. Vui ở đài thế, có một khu đất rộng thực sự. Xong cái ngõ đấy ra được mẹ đổi biển luôn, ngõ ông đổ. À, cái nhà sau này thôi mua cũng được nhỉ. Mình cứ mua mình cứ để ở đấy xong rồi anh em ở đấy cho gần xong rồi mà sau mình anh em sẽ tạo áp lực đúng không? Bên này là bô béo với cả chip già tạo áp lực. Tôi và vợ tôi tạo áp lực từ bên này, ồn ào suốt ngày luôn. Đấy. Mình sẽ đá FIFA một tầng cái nó. Ừ, đúng rồi. Nếu mà anh em mình đá đi mà... ngày chỉ ngủ 4 tiếng thôi, chỉ có đá FIFA thôi. Hét mầm lên. Ê, nghiêm túc nhưng mà chỗ đấy mà có dư một lầu thì mà tao bay Hà Nội ở luôn đấy. Không, xây lên có gì khó đâu. Xây lên đúng không? Ừ. Nhà này đang là bao tầng? Nhà đang là 5 tầng bạn ạ. Nhà đang 5 là 5 tầng. Thoải mái rồi. 5 tầng, tầng 1 để xe. Tầng 2, tầng 3 bạn với bô béo ở. Tầng 4 làm phòng ăn. Tầng 5 trồng hoa. Phát phòng hoa thì mẹ đâu cần hoa cho Hiếu. Ừ, cho Hiếu một phòng đấy. Nhưng mà bây giờ anh em hiểu ủ mưu làm sao để trở thành bá chủ của ngõ này bằng cách chiếm đoạt được ngôi nhà này. Đấy. Cái nhà này mới là nhà quyết định. Ờ, để anh em mình chiếm được cả cái ngõ này đúng không? Là anh em sẽ có khu rộng vãi đái luôn. Đâu nhưng mà nhà đấy bìa mà nếu mày mua chữ L mà mấy anh em stream cứ la hoài người ta cũng bỏ đi à. Đáng biết là người ta bỏ đi cứ, là cứ 12 giờ đêm 12 giờ đêm ôi địt mẹ mày. Người ta tức chứ. Thế anh nhá.
Ê, ai tạo trận đấu đi chứ? Quên. Vào đây, vào lại. Sâu quá. Nhưng mà đấy, mà nghe nó hợp lý vậy đấy không các ông?